Dạ thưa chị Diệu Hương, dạ tình thân dạ, mới thế mà đã hơn 10 năm rồi dạ làm quen với chị Diệu Hương. Nhờ cái nhạc phẩm này là nhạc phẩm đầu tiên mà nó đã được làm quen với giọng nhạc của chị Diệu Hương. Xin mời quý vị thưởng thức lại Phiến Đá Sầu. Bye.